48 cây, đúng rồi. Dạ. Thì cái khu vực Incheon này là ít người sinh sống ha, cho nên là sân bay người ta có thể hoạt động 24/24. Giống như cái sân bay Gimpo ở trong thành phố Seoul á, là nó nằm ngay khu dân cư, cho nên từ 11 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng là không có được hoạt động. Tại vì rất là ồn, người dân người ta kiện, cho nên là sân bay Gimpo người ta không có sử dụng về đêm được. Chính vì vậy là các chuyến bay quốc tế hầu như là người ta sẽ sử dụng ở sân bay Incheon. Sân bay Incheon là một trong ba sân bay châu Á mà có thể nói là đứng top của những cái sân bay tốt nhất thế giới ha. Đứng đầu năm nay là sân bay Changi. Sân bay Changi ở Singapore mình đi qua chưa ạ? Dạ, sân bay Changi năm nay là đứng đầu thế giới nè. Dạ, đứng thứ hai đó là sân bay này trồng lúa rồi. Là sân bay của Nhật. Sân bay của Nhật. Dạ. Dạ, đứng thứ ba là sân bay của Doha, và đứng năm nay là Hàn Quốc bị lọt xuống đứng thứ tư rồi. Incheon là đứng thứ tư. Dạ. Đứng thứ năm là sân bay Jack Lapcock của Hồng Kông. Dạ. Thì châu Á mình có ba cái đại diện, có bốn cái đại diện là Nhật Bản, Hồng Kông với lại Hàn Quốc và Singapore. Là một trong những là bốn nước này là sân bay tốt nhất thế giới á. Dạ. Nếu chúng ta hầu như không có nghe sân bay Mỹ, Pháp hay là Úc này nọ, hầu như không có ha. Tại vì những sân bay đó có thể nó rất là cũ rồi. Sân bay nó cực kỳ cũ rồi. Dạ. Hầu như trong top 10 châu Á các sân bay mà đẹp nhất thế giới thì nó lại nằm ở châu Á. Chứ chỉ có châu Âu chỉ có đại diện là Anh Quốc và Thụy Sĩ. Còn ngoài ra Đức hay này nọ, dạ Mỹ này nọ, Pháp này nọ là lọt sổ hết. Dạ. Cho nên là hiện tại là chúng ta, nếu ai đã đi Singapore rồi, đi Hàn Quốc rồi, là chúng ta đã đi được hai cái sân bay tốt nhất thế giới nè. Tốt không phải là lớn nha, mà có nghĩa là dịch vụ nó tốt, nó đẹp, dịch vụ nó tốt. Cái ngày về mình đi, mình sẽ thấy cái sân bay Incheon này rất là to, và các dịch vụ của nó rất là tốt. Nhưng mà duy nhất chỉ có hầu như là nếu chúng ta đi thì chúng ta thấy là sân bay Changi là cái sân bay mà được lót toàn bộ cái sân bay của nó. Mình có để ý thấy mà sân bay Changi toàn bộ là lót thảm hết ha. Mà cái thảm nó không phải là lót 5-10 năm mới thay đâu ha, lót 4 tháng thay một lần đó. Tổng cộng 5 cái nhà ga của nó cực kỳ đẹp. Từ Incheon mà chúng ta về Seoul là chúng ta có hai cái cầu ha. Hồi nãy chúng ta đi ngang qua một cái cầu bình thường, có một cái cầu dài nhất ở Seoul, đó là dài 21.8 km, thì nó nằm bên tay phải của mình. Nãy nếu ai mà nhìn bên tay phải chúng ta sẽ thấy ha, ngay biển nó có một cái cầu nối liền Seoul với lại sân bay Incheon. Dạ, hiện tại Incheon có một cái câu lạc bộ bóng đá, thì hiện tại có một cầu thủ Việt Nam mình đang đá bóng ở đây, mình có biết tên gì không ạ? Công Phượng. Dạ đúng rồi, Công Phượng hiện tại đang đá cho câu lạc bộ của Incheon ha. Xe hơi trong nước không à? Hyundai Kia. Ở đây ta xài đồ nước của ta không? Xe hơi cũng Kia Morning rồi Kia rồi Hyundai. Toyota. Không có Toyota. Có được chiếc bọc tre. Đa số là người ta xài Kia, Hyundai. Người ta chở cát đá, người ta đẩy lên hết, mà chở cát đá phải chậm. Người ta nhìn xe hơi không ạ? Giờ năm nay là thời tiết nó biến đổi à. Đáng lẽ thường thường là giờ phút này là trời không có lạnh như vậy đâu ha. Giờ đây là cái nhiệt độ của mùa đông á. Cách đây 3 ngày mà đã vào xuân rồi, mà cách đây 3 ngày xuân vẫn còn rơi tuyết á. Vẫn còn rơi tuyết. Đảo Nam Phi cũng còn rơi tuyết luôn mới ghê. Cái siêu thị của thông thường là khoảng thời điểm này là hoa anh đào nó nở rất là rộ rồi, nhưng mà nó đặc biệt là nó lạnh. Thì bây giờ nó cũng đang nở, nhưng mà không có rộ rộ như là những cái năm trước. Thường những năm trước là giữa tháng 3 là hoa anh đào nó rộ lắm rồi. Qua
trên đảo Nami có hoa anh đào nhưng mà nó nở không có nhiều lắm. Tại vì cái đảo đó hiện nay là lạnh hơn ở đây. Ở đây nhiệt độ mình là khoảng 7-8 độ đúng không ạ? Thì bên kia sẽ thấp hơn ở đây khoảng 3 độ. Bên kia sẽ thấp hơn khoảng 3 độ. Cho nên một chút xíu là mình nhớ đem áo khoác xuống dưới bên kia hai cái phòng rất là lạnh nha. Tại vì bên kia nó có cái nguồn nước đó. Không có dơ. Cái nhiệt độ nó thấp hơn nữa. Cái lạnh là một cái áo khoác của xưa. Má ơi, về tới nhà có buồn sạch chứ. Dạ, mà đã mê mình có lạnh. Cậu áo mình không có bị đen nữa. Nên mà đóng cái bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông, nó có ai biết không ạ? Lết lết. Dạ, một bộ phim được dạng hàng kinh điển của Hàn Quốc là đưa tên tuổi của Park Jung Jung với lại Chung Sin Siu lên hàng sao hạng A đó. Dạ, bộ phim này được đóng cách đây khoảng gần 20 năm rồi. Dạ, nhưng mà cái danh tiếng của nó vẫn còn rất là lớn. Dạ, thì cái đảo này bốn mùa đều có cái nét đẹp riêng của nó ha. Chẳng hạn như chúng ta đi vào mùa thu ha, chúng ta sẽ thấy được là lá vàng rụng khắp nơi trên đảo luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ lãng mạn luôn. Nhưng mà cái dạ, nhưng mà vào mùa đông thì sao ạ? Mặc dù cây cối rụng hết nhưng mà tuyết nó phủ khắp đảo và nhìn cũng rất trắng xóa, rất là lãng mạn luôn. Dạ, còn mùa này thì bắt đầu là cây cối nở xanh tươi rồi. Dạ, thì hoa nở nhiều trên đây sẽ bắt đầu có rất là nhiều các loại hoa khác nhau. Dạ, cho nên cái đảo này là bốn mùa chúng ta đều có thể đi tham quan được. Đây toàn là cửa biển không á con. Lắp cát thành đảo á. Không à. Đây là cái xe ta lấy thọt cái của mình.
giờ bên Sinh vậy đó, tới khu dân cư là ta che lại hết rồi, ta không cho. Dạ. Yeah.